Tập 3. Cô Ung, tôi đã làm lỡ quá nhiều thời gian. Đội quân của tôi vẫn chưa biết tình hình tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phải về báo cáo với họ đây. Hơn nữa, tôi còn phải đi xử lý việc hậu sự của những anh em đã hy sinh. Cho nên, vậy cũng không được. Bây giờ việc gì anh cũng phải nghe tôi. Tôi cho anh đi lúc nào thì anh đi lúc đó. Cô Ung à, đây là... Có chuyện gì vậy? Đại ca, người Nhật Bản. Đừng hoảng loạn. Các anh em, mau cầm vũ khí. Kết liễu đám giặc Nhật này. Nhanh lên. Anh luôn. Loại pháo này chỉ có quân đội chính quy của giặc Nhật mới có. Nắp đi trước đã. Nắp hả? Tôi đang muốn cướp một khoản của họ đây. Họ tự mang đến. Đúng với ý tôi rồi. Xông lên với tôi. Xông lên. Anh luôn. Rút trước đã. Rút. Cô Uông, gần sân trại có còn nơi nào trốn được không vậy? Phía sau còn có một hang núi. Lát nữa kêu các anh em trốn vào trong đó. Được. Triệu Lâm. Anh Uông à, nghe tôi khuyên một câu được không? Đánh không theo quy tắc thế này, tất cả sẽ mất mạng đó. Đại ca, chúng ta vẫn nên trốn đi. Trốn đi trước đã. Rút. Nhớ lên. Các anh em nhớ lên. Băng tử, gọi người đến. Băng bó cho các anh em bị thương. Được, mau khiêng các anh em bị thương về phía sau. Đại ca, làm thế nào đây? Không được, tôi không thể để giặc Nhật phá hủy sân trại của chúng ta được. Quay lại cho tôi. Em đứng lại đó cho chị. Đại chú Uông, anh bình tĩnh một chút có được không? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Đại ca, anh nói rồi mà. Anh ta còn nợ anh em chúng tôi. Chẳng phải anh ta đánh giặc giỏi lắm sao? Bây giờ để một mình anh ta xuống, xem anh ta có thể trừng trị đám giặc Nhật này hay không. Xuống đi. Xuống đi. Ông mau cái gì vậy? Bây giờ Thẩm đại ca giúp chúng ta đối phó giặc Nhật, em lại có thể nói ra những lời này? Em có còn là đàn ông không? Chị, có thể đừng nói đỡ cho anh ta được không? Các anh em đều thấy chị thay đổi rồi. Nè các anh em, tôi nói một câu nha. Cho tôi nói một câu. Tôi không giỏi đánh trận, nhưng tôi cũng biết kẻ địch khi tấn công, chúng ta nên tránh đánh khi khí thế của địch mạnh. Dù sao sớm muộn gì cũng khai chiến. Tại sao phải quan tâm quốc ức lúc này chứ? Nếu không phải vừa nãy đại đội trưởng Thẩm kịp thời gọi mọi người trốn vào trong hang núi, thì sợ rằng bây giờ các anh em đã thương vong hơn một nửa rồi. Huống chi bây giờ chúng ta còn không nhìn thấy bóng dáng của giặc Nhật. Chúng ta không biết dưới núi có bao nhiêu giặc Nhật. Đại chủ Uông, đội ngũ có thể có trang bị thế này, dù sao cũng là trung đội tăng cường của giặc Nhật. Số lượng khoảng 100 người, ít nhất cũng có 4 quả pháo cối, 3 khẩu súng máy. Chỉ dựa vào số lượng người và trang bị của chúng ta bây giờ thì cơ bản là không có phần thắng. Đại đội trưởng Thẩm, anh có kế hoạch đẩy lùi cái địch không? Thẩm đại ca, anh có lời gì cứ nói đi. Lúc cần thiết chúng tôi đều nghe anh mà. Đại chủ Uông, tuy chúng ta không chiếm ưu thế về số người và trang bị, nhưng mà bây giờ chúng ta có một ưu thế tuyệt đối là địa hình. Chúng ta địa hình thuận lợi, chỉ cần phối hợp ăn ý là có thể đánh trận. Nhưng điều kiện là mọi người phải nghe theo sự sắp xếp chiến thuật của tôi. Nghe anh chỉ huy hả? Anh là cái thá gì chứ? Đại ca, chúng ta không thể nghe theo anh ta nói bậy. Bây giờ em sẽ đưa người đi xuống, tiêu diệt đám giặc Nhật kia. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Các anh em đều không sợ chết đâu. Không sợ chết. Không sợ chết. Đúng vậy. Không sợ chết đâu. Không sợ chết. Đi. Mau đi. Mau lên.
Cô U, đại đội trưởng Thẩm tốt nghiệp trường quân sự chính quy, đã giao đấu vô số lần với giặc Nhật rồi. Anh ấy rất có kinh nghiệm, chúng ta nhất định phải tin anh ấy. Gọi anh em quay lại đi. Triệu Lâm, quay lại cho chị. Triệu Lâm, cô tử, có, đưa anh em ra ngoài. Rốt cuộc giặc Nhật có bao nhiêu người? Chạy nha, để mấy người đi với tôi. Dạ. Đại ca, thế nào rồi? Nhìn kỹ rồi, giặc Nhật có 3 khẩu súng máy hạng nặng, rất nhiều quả pháo lớn, toàn là giặc Nhật và quân Ngụy. Thế nào đây? Bốn kiếp. Rút trước cái đã. Rút đi. Trại chủ Ung, quả lực của giặc Nhật thật sự quá mạnh. Theo tôi, chúng ta nên nhanh chóng từ bỏ sơn trại, trốn đi thật xa. Chắc chắn giặc Nhật không tìm được chúng ta. Anh có ý gì? Từ bỏ sơn trại sao? Dù tôi chết tại đây cũng không thể để giặc Nhật phá hủy sơn trại này. Đây là nhà của chúng tôi. Nói như vậy là phải đánh sao? Phải đánh, phải đánh. Đúng vậy, phải đánh. Không giấu gì mọi người, tôi từng du học ở Nhật Bản, từng lén lút tham gia huấn luyện quân sự của họ. Mỗi một binh lính của họ cử đến Trung Quốc đều trải qua huấn luyện quân sự kéo dài 3 năm, vũ trang đến tận răng. Không phải là tôi nói là tiêu cực đâu nha. Nghe tôi nói đi, chúng ta đánh thế này chắc chắn không thắng được đâu. Anh có ý gì đây? Anh coi thường chúng tôi hả? Không phải, mọi người đừng hiểu lầm. Mọi người cứu chúng tôi cảm kích mọi người còn không kịp. Nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy mọi người nộp mạng một cách vô ích. Đại đội trưởng Thẩm, mong anh đừng để bụng lời các anh em vừa nói. Nếu anh thật sự có cách đánh giặc Nhật thì dạy cho anh em chúng tôi. Rốt cuộc trận này phải đánh như thế nào? Các anh em, xông lên! Mọi người đã thấy phải đánh trận này thì tôi không nói nhiều nữa. Trại chủ Uông, cho tôi 15 người. Tôi đi canh ở cổng sân trại, thu hút quả lực của giặc Nhật. Anh và đồng minh mỗi người dẫn theo một đội, vòng qua hai bên của giặc Nhật mai phục, đợi tín hiệu của tôi, sau đó tấn công hai cánh của họ. Chúng ta bắt cá trong chậu. Đây là chiến thuật của anh sao? Cái này anh em chúng tôi cũng biết. Cậu có thể nghĩ đến sao không nói đi? Việc xảy ra rồi mới nói. Dù em không nghĩ được thì cách này cũng không có gì cao minh. Đúng vậy. Đúng rồi, có gì chứ? Tôi không cần biết chiến thuật gì cả, nhưng nếu anh sắp xếp các anh em như vậy, tôi không đồng ý. Đại ca, hai người họ lên núi chưa được bao lâu? Một thiếu gia, một thương binh, giả giờ làm người giỏi giang gì chứ? Kêu tôi làm đàn em của họ hả? Tôi không phục. Không phục. Được 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 được. Các anh em, tôi từ bỏ nha. Tôi làm đàn em của mọi người là được rồi. Dù sao, trong lòng tôi chỉ có đại ca và chị cả. Người khác muốn làm sếp hả? Không xứng. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Bây giờ là lúc nào còn so đo chuyện này nữa? Thẩm đại ca sắp xếp như vậy là có lý lẽ của anh ấy. Tôi bằng lòng nghe lời của Thẩm đại ca. Chị cả à, được rồi, đừng nói nữa. Vị thiếu gia hả, có cách đánh giặc Nhật tôi tận mắt nhìn thấy. Đội trưởng Thẩm này đã trải qua huấn luyện chính quy, hiểu giặc Nhật hơn chúng ta đó. Chúng ta chỉ quanh quẩn ở nơi này, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên tôi quyết định để đại đội trưởng Thẩm chỉ huy. Chắc chắn không sai được đâu. Đội trưởng Thẩm, tôi tin anh. Ra lệnh đi. Để tôi chỉ huy cũng được, nhưng có câu này tôi phải nói trước. Thẩm gia lương tôi là một quân nhân, người dưới tôi chỉ có binh sĩ. Tôi không cần biết trước đây mọi người như thế nào, nhưng tôi hy vọng từ giờ trở đi mọi người có thể phục tùng mệnh lệnh như là một quân nhân, vô tổ chức, vô kỷ luật. Thì đừng đánh trận này nữa.
đầu hàng luôn cho xong. Mọi người có đầu hàng hay không? Trại chủ, cố gắng hết sức rồi, thuận theo tự nhiên. Tôi mong lát nữa tất cả mọi người ở đây chia thành ba đội. Đội đầu tiên do anh lãnh đạo, nhanh chóng cho đầy đất và tất cả bao tải có thể dùng được, sau đó đổi với những bao tải ở trong cổng sân trại, được không? Không thành vấn đề. Đội thứ hai do Hà Đông Minh lãnh đạo, đi tìm và tập trung tất cả đạn dược và lựu đạn có thể dùng được ở trong sân trại, mang đến cho tôi, được không? Rõ. Những người còn lại là đội ba do Thẩm Gia Lương tôi lãnh đạo. Cô lại đây chăm sóc những người bị thương. Xuất phát. Đi, đi. Các anh em, tìm kỹ cho tôi. Tìm kỹ cho tôi. Mau lên, nhờ lên. Tất cả nghe đây, không có lệnh của tôi, không ai đừng nổ súng. Mau đào đi, nhờ lên. Đừng để bao tải cho tôi, nhờ lên. Mau lên. Đại ca, giật nhật sắp đánh vào rồi. Chúng ta ở đây đựng đất vào bao, có thể chẳng xong đời còn gì. Nói nhảm ít thôi. Mau đào đi, nhanh lên. Đào đi, mau lên. Thảo nào nhiều người như vậy, toàn bộ là quân ngụy. Hán giang, giật nhật thực sự ở phía sau họ. Đám quân ngụy này đến thăm dò thực lực của chúng ta, vậy phải làm thế nào? Làm thế nào hả? Mọi người chuẩn bị. Bắn. Dừng bắn, tiết kiệm đạn. Quay lại hết cho tôi. Không được đuổi theo. Không muốn sống nữa hả? Đã được trưởng thẩm. Đạn chuẩn bị xong rồi. Được. Bao tải chuẩn bị xong. Dừng qua đây. Đổi mấy bao này. Được. Quân Triệu Lâm, lát nữa anh lãnh đạo người tung đội 1 đến sườn núi bên trái. Hà Đồng Minh, anh đưa người của tung đội 2 đến sườn núi bên phải. Không có lệnh của tôi không ai được di chuyển. Tung đội 2, đi theo. Nhanh lên. Chuẩn bị lựu đạn. Thiếu tá Ishino lãnh đạo một tiểu đội tăng cường, với sự giúp đỡ của quân Hoàng Hiệp, đã xuất phát vào sáng sớm hôm nay. Có lẽ bây giờ đã xác định được nơi ẩn náu của lực lượng vũ trang kia. Tôi hy vọng kết quả cuối cùng là tiêu diệt toàn bộ lực lượng vũ trang kia, không bỏ sót một ai. Không thì điều này sẽ là sự sỉ nhục cực lớn với Hoàng quân đế quốc Đại Nhật Bản. Ngoài ra, theo báo cáo của gián điệp, mấy hôm trước, trong quá trình tìm kiếm lực lượng vũ trang này, có một thương đội Trung Quốc bị ngộ thương. Sau khi phân tích, chắc là thương đội giúp đỡ Hà Đông Minh vận chuyển thiết bị máy móc than đá. Mấy hôm trước Hà Đông Minh đã ra khỏi thành, bây giờ không rõ tung tích. Lập tức thông báo cho quân đội tiền tuyến nhanh chóng vận chuyển thiết bị máy móc đến đây cho tôi. Do lúc đó thương đội đã ngụy trang, lính của chúng ta không phát hiện ra điều gì, cho nên số thiết bị này không nằm trong tay quân bộ. Thông báo với họ lập tức đi tìm. Kêu các anh em mai phục sẵn. Mọi người mai phục sẵn. Đại ca, ra tay đi. Chờ đại đội trưởng Thẩm phát tín hiệu. Chuẩn bị lựu đạn. Kéo. Ném.
Thẩm đại ca làm sao vậy? Vẫn chưa phát tín hiệu. Giặc Nhật sắp chiếm lĩnh nơi này rồi. Đợi thêm đi. Cẩn thận đó. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Muốn chết sao? Triệu Lâm! Các anh em đi với tôi! Không được đi! Quay lại! Đây là chiến trường! Ai cũng có khả năng sẽ chết! Chúng ta không thể để toàn bộ mất mạng chỉ vì một người đã chết! Đó là em trai của tôi đó! Ai cũng vậy mà thôi! Thẩm đại ca! Đó là quy tắc trong đội quân của anh! Chứ không phải của sân trại chúng tôi! Em trai tôi chết rồi, tôi phải trả thù cho nó. Các anh em, đi với tôi. Khoan đã. Tất cả nghe rõ đây. Tôi dùng súng máy yểm hộ mọi người, tấn công giặc Nhật. Mọi người cùng nhau chiến đấu với họ, có hiểu không? Hiểu. 1, 2, 3. Bắn cho tôi. Đạo tử! Đạo tử! Đạo tử! Anh của tôi vẫn còn sống! Tất cả xông lên! Nhanh lên! Rút thôi. Các anh em, xông lên cho tôi. Xông lên.
xin cậu tha mạng, xin cậu tha mạng. Nói, có phải anh tiết lộ bí mật với Nhạc Nhật không? Không phải tôi, không phải thật mà, không phải thật mà. Nhạc Nhật không hiểu địa hình ở đây. Trại của chúng tôi lại ở sâu như vậy. Nếu không phải anh tiết lộ bí mật thì Nhạc Nhật không thể nào tìm được nơi này đâu. Nghe nói lần này Nhạc Nhật ngửi thấy mùi đốt nhà phiến nên mới tìm được nơi này đó. Không phải tôi tiết lộ bí mật thật mà. Xin cậu hãy tin tôi đi. Cà chú Uông. Nè, chuyện gì vậy? Anh biết tại sao Giặc Nhật tấn công sân trại của chúng tôi không? Tìm được kẻ báo tin Giặc Nhật rồi. Cà chú Uông, anh làm gì vậy? Trả mạng anh em cho tôi. Các anh em của anh do người Nhật Bản giết đó, liên quan gì đến tôi chứ? Khốn kiếp, trả mạng anh em cho tôi, trả mạng anh em cho tôi, trả lại cho tôi. Anh Uông à, bình tĩnh đi, dừng lại, bình tĩnh đi mà. Đây là việc sân trại chúng tôi, không liên quan tới anh. Xe họ Thẩm kia, nếu không phải anh đốt nhà phiến của tôi, Giặc Nhật sẽ không tìm được chỗ này, anh em của tôi cũng sẽ không chết. Đại ca, chỉ cần anh nói một câu tôi sẽ bắn chết anh ta. Đừng mà, cả chú Uông à, chuyện đốt nhà phiến và bọn Nhật đến sân trại không liên quan đến nhau. Tất nhiên có liên quan rồi. Đưa nhị cậu tử vào trong sân cho tôi. Anh ra ngoài. Lời tôi nói đều là thật đó, toàn bộ là sự thật. Uông gia tha mạng đi. Uông gia, đi, đi. Bây giờ nói xem, rốt cuộc có liên quan đến anh không? Triệu Lâm, em lại lên cơn gì đó? Chị, bình thường em đều nghe lời chị, lần này chị phải nghe em. Nếu không thì em có lỗi với các anh em đã chết. Tay họ Thẩm kia, anh xem trận chiến này, rốt cuộc bao nhiêu anh em của tôi đã chết đi. Tất cả đều vì anh hết. Anh em của anh chết rồi, mấy chục anh em của tôi cũng chết, thì ai trả mạng lại cho họ đây? Nực cười. Anh em của anh chết liên quan gì đến chúng tôi? Nhưng hôm nay anh phải trả mạng lại cho anh em chúng tôi. Sao nào? Anh muốn tôi ra tay hay anh tự ra tay đây? Triệu Lâm, rốt cuộc em muốn làm gì? Trại chủ Uông, tôi là một quân nhân, tôi chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà tôi không ngờ lại làm liên lụy đến trại của anh. Anh Hà, tôi có thể nhờ anh một việc không? Anh nói đi. 5 ngày trước, tôi nhận lệnh của cấp trên, lãnh đạo đội đặc nhiệm do mấy chục anh em tạo thành băng qua Trường Thành, đi sâu vào vùng trung tâm của Giặc Nhật để tiêu diệt một đội quân vận chuyển chất gây nghiện Nhật Bản giả làm thương đội Trung Quốc. Nhưng mà không ngờ chúng tôi đã bị lộ từ trước, bị Giặc Nhật phục kích cả đội đặc nhiệm. Chỉ còn mình tôi sống sót. Để hoàn thành nhiệm vụ, cũng để trả thù cho các anh em, tôi nhân lúc ban đêm tập kích doanh trại của đội vận chuyển chất gây nghiện Nhật. Đi được nửa đường thì hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra rằng toàn bộ quân Nhật đều đã bị tiêu diệt, nhưng mà chất gây nghiện lại không rõ tung tích. Tôi bèn men theo dấu vết xe ngựa để lại, tìm được đến nơi này, hơn nữa còn cho nổ tất cả chất gây nghiện. Nhưng mà Thẩm Gia Lương tôi không làm ai trong sân trại của các anh bị thương hết. Anh Hà, phiền anh sau này về đến Bắc Bình thì đến đoàn bộ của tôi, Trung đoàn Đổng Đường Thắng, quân 20 Bắc Bình. Nói với trung đoàn trưởng của tôi, Thẩm Gia Lương tôi không làm anh ấy mất mặt. Đội đặc nhiệm tôi lãnh đạo tiêu diệt đội vận chuyển chất gây nghiện của Giặc Nhật, còn tiêu hủy toàn bộ chất gây nghiện, dẫn đến toàn bộ thành viên đội đặc nhiệm hy sinh. Trông nhờ vào anh. Tôi đồng ý, nhưng mà cảm ơn anh. Các anh em, tôi đến đây.
Thẩm đại ca, các cậu nghe đây cho tôi. Thẩm đại ca đã trả hết nợ cho các anh em rồi. Tôi chịu phát súng này, ai còn muốn trả thù cho các anh em? Vậy mà mấy người vẫn chưa tìm được. Để tôi tự đi tìm. Để tôi tự đi tìm. Nè nè nè, bà nằm đi, nằm đi. Bà tìm cái gì chứ? Tôi nói cho bà nghe, hình như có chút manh mối rồi. Bọn tôi đang tìm theo hướng đó. Sẽ tìm mà, sẽ tìm mà. Lão gia, lão gia, báo báo báo. Báo cái gì chứ? Lão gia, ông xem đi. Trong này nói là chúng ta đã ký hết thỏa thuận gì đó với lại người Nhật Bản. Sau đó người Nhật Bản đã rút ra ngoài biên giới rồi. Như vậy thì quá tốt. Nè phu nhân, hai bên Trung Nhật ký kết thỏa thuận rút quân khỏi 22 huyện ở Ký Đông. Như vậy đội quân ở hai bên đều rút rồi. Bây giờ tìm họ dễ hơn nhiều rồi ha. Tiểu tứ, kêu Dinh quản gia chuẩn bị hành lý, ngày mai xuất phát. Lão gia, ông đi mau. Dạ dạ dạ. Phu nhân à, ngày mai đích thân tôi đi tìm, có được không? Bà yên tâm đi nha. Nhất định phải đưa con trai tôi về đó. Chắc chắn rồi. Anh Uông à, việc đến nước này, chúng ta vẫn nên nghĩ thoáng một chút. Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, đại đội trưởng Thẩm làm cũng đúng. Vậy thì anh ta có thể bàn với lại Uông Triệu Lam tôi. Anh ấy thực hiện quân lệnh. Quân lệnh như sơn. Tôi nói rồi, tôi có thể để lại phần của anh ta. Anh ta cứ xử lý thế nào cũng được. Nhưng anh ta cứ muốn đốt hết. Thẩm đại ca, anh không cần quá ấy nấy đâu. Em trai tôi cũng chỉ nhất thời nghĩ không thông suốt thôi. Đợi đến khi nó nghĩ thông rồi, có khi nó lại là người đầu tiên gọi anh xưng em với anh đó. Nó từ khi sinh ra đã có trọng nghĩa khí. Anh lại là hán tử trọng tình trọng nghĩa. Tính hai người giống nhau, chắc chắn hợp nhau. Vậy anh ta có thể hại anh em của tôi sao? Anh em của tôi không phải người hả? Không phải người sao? Lần này nhiều anh em chết như vậy, tôi cũng rất đau lòng. Chính vì sự hy sinh của họ, vì đốt nhiều thuốc phiện như vậy, chúng ta cũng cứu được rất nhiều người mà. Cũng đâu phải là vô ích đâu. Tôi khinh. Câu này của anh quá sâu xa. Tôi không có hiểu gì hết trơn. Anh ấy không sai khi trả thù cho anh em của mình. Nếu là tôi cũng làm vậy. Nếu như tôi chết, có thể làm nỗi hận trong lòng anh ấy tiêu tan. Thẩm gia lương tôi không quan tâm đến việc chết ở đâu. Anh không hiểu nỗi khổ của anh em chúng tôi. Sao anh em tôi phải liều mạng kiếm tiền chứ? Là vì muốn trở thành người có tiền. Giống như anh vậy đó. Anh tưởng cướp hàng của giặc Nhật dễ lắm hả? Đó là kiếm ăn trên lưỡi dao. Anh em trong đội đặc nhiệm đều chết một cách vô ích dưới súng của giặc Nhật, vì sai sót khi chỉ huy của tôi. Tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Vậy anh không về đoàn bộ là được rồi chứ gì? Nhưng tôi là một quân nhân. Quân nhân thì đã sao? Sau này ở lại sơn trại của chúng tôi, không làm quân nhân gì nữa. Sao mai còn dám xử phạt anh? Vậy tôi thành lính đào ngũ rồi còn gì? Lính đào ngũ thì đã sao chứ? Đoàn bộ quan trọng anh như vậy hả? Đúng vậy không? Đúng vậy. Khó khăn lắm mới nắm được một cơ hội phát tài, lại mất gì một ngọn lửa. Anh nói xem, có thể không hận tay họ Thẩm kia không? Tôi nói anh biết, hôm nay nếu không phải chị tôi ngăn lại, thì tôi lấy mạng của anh ta từ lâu lắm rồi. Nếu giết anh ta thì sao đây? Sao hả? Cậu bình tĩnh lại đi. Thôi vậy, đúng lúc tôi có một việc muốn nhờ các anh em giúp đỡ. Chiều nay tôi giờ bưu tử xuống nước một chuyến, để chôn những người đã chết trong thương đội. Như vậy được không? Nhưng mà thiết bị máy móc vẫn ở đó. Tôi nghĩ có thể nhờ các anh em vận chuyển số thiết bị vũ khí về Bắc Bình không? Thì ra là anh muốn chúng tôi chuyển hàng giúp cho anh. Là thuê, bỏ tiền thuê đó. Được thôi. Bao nhiêu tiền? Quá ít rồi. 5.000 đại dương. Không đủ. Còn có thể thêm. Tôi còn tưởng là 500 chứ. Thế nào? Anh thương lượng với các anh em đi. Sao hả? Bọn em nghe lời đại ca. Nghe đại ca. Được. Vậy tôi suy nghĩ xem sao.
ngày mai phải đi rồi. Cũng không biết sau này có còn cơ hội để mà đến sơn trại hay không nữa đây. Cho nên tôi đến đây để thắp hương đó. Các anh em dưới Hoàng Tuyền đều biết, sáng sớm mai tôi phải đến kinh đô chuyển hàng với nhị thiếu gia họ Hạ. Xin các anh em cứ yên tâm, tôi sẽ mang những thứ mà các cậu muốn xem và muốn chơi đem tất cả về đây để cho mọi người mở mang tầm mắt. Anh tới đây làm gì? Thẩm gia lương tôi chưa từng uống rượu, nên lấy nước thay rượu mời các anh em. Mọi người đều kề vai sát cánh với lại thẩm gia lương tôi, giết giặc Nhật. Tôi có thể nhìn ra, mọi người đều rất giỏi, không ai yếu đuối hết. Thậm chí có một vài người còn đáng khâm phục hơn. Quân nhân trong quân danh của tôi. Các anh em, hy vọng mọi người ở bên kia đều ổn thỏa. Trại chủ Uông, tôi nợ các anh em của anh một mạng. Nhưng mà thẩm gia lương tôi cũng làm theo quân lệnh, thân bất do kỷ. Nếu trại chủ Uông muốn lấy đầu của tôi để cúng các anh em, anh có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Nhưng tôi định mai về đoàn bộ. Mong trại chủ Uông hành động đừng quá do dự. Nè, đại đội trưởng. Trong mắt của tôi, hai người đều là anh hùng hảo hán, trọng tình trọng nghĩa, đều có thể liều mạng vì anh em của mình, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Nếu không phải trước kia có chút hiểu lầm, thì với việc đại đội trưởng Thẩm đỡ phát súng đó cho anh Uông, hai người có thể trở thành anh em tốt từ lâu lắm rồi. Bây giờ sự việc đã qua đi, tôi nghĩ mọi người đều bình tĩnh suy nghĩ. Nhà phiến là thứ gì chứ? Nhà phiến chính là chất gây nghiện giặc Nhật dùng để đầu độc nhân dân Trung Quốc. Chẳng lẽ vì chút chất gây nghiện này mà hai người trở thành thù địch cả đời luôn vậy hay sao? Có đáng không đây? Nhị thiếu gia Hà nói rất có lý. Muốn tôi tha thứ cho anh, trừ phi anh chấp nhận một điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Hãy ở lại làm anh em trong sân trại của tôi. Nếu anh đồng ý, chúng ta chỉ có tình nghĩa không có hận thù nữa. Tôi thậm chí có thể giao ghế lãnh đạo cho anh luôn. Cảm ơn ý tốt của trại chủ Uông, nhưng mà tôi là một quân nhân, quân doanh mới là nơi tôi thuộc về. Tạm biệt. Thời gian không còn sớm nữa. Yên tâm đi, có người có thể giữ anh ấy lại mà. Được rồi chị. Chị đừng tiễn nữa, bọn em phải lên đường rồi. Trên đường chú ý an toàn đó. Khi gần căn cứ của giặc Nhật, ban ngày nghỉ ngơi, đến tối hay đi. Chị yên tâm đi. Để đội trưởng Thẩm đâu? Chẳng phải anh ấy đồng ý đi cùng với chúng ta sao? Đại đội trưởng Thẩm phải ở lại sơn trại mấy ngày, mấy hôm nữa mới đi. Ờ, vậy không có gì. Vậy tôi không trực tiếp tạm biệt anh ấy được rồi. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Đi nha.
trong năm trại cho tốt. Đi đây, các anh em lên đường chăm sóc đại ca của các cậu đó. Tám đại ca, tỉnh rồi. Cậu làm gì vậy? À không có gì, chị cả tôi muốn giữ anh lại thêm mấy ngày thôi mà. Cho nên tối qua đã cho ít thuốc vào trong nước của anh. Nhưng chị ấy không có ý gì khác, chỉ muốn giữ anh ở lại mấy ngày mà thôi. Các cậu thật là, còn cho thuốc nữa hả? Có ai giữ người ở lại như vậy không? Tám đại ca, anh xem câu nói của anh kìa. Với thân thủ của anh, không làm một chút thuốc thì ai ngăn được anh phải không? Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Gọi chị cả của cậu đến đây. Mấy hôm nay chị cả của tôi không dám gặp anh, nên kêu tôi đặc biệt chăm sóc việc ăn uống của anh. Anh chịu khó mấy ngày đi nha. Tôi không cần cậu chăm sóc. Hai người kia đâu? Sáng ra đi rồi. Họ đi hết rồi hả? Sao lại trói tôi ở đây? Trời ơi Thẩm đại ca. Nè, tôi rửa mặt cho anh trước được không? Chị cả tôi căn dặn hết rồi, tôi không cần rửa mặt. Chị cả tôi căn dặn rồi, phải chăm sóc tốt cho anh đó, tôi không cần rửa mặt. Rồi chị cả của cậu đến đây. Trời ơi, tôi phải chăm sóc anh cẩn thận mà, tôi không cần. Này 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 này, nhanh lên nhanh lên. Con gái A Mã. Này này này, đi 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 đi, đến Hà Phủ với cha, nhanh lên. Đến Hà Phủ làm gì chứ? Đòi tình, đòi lý, đòi thể diện, càng phải đòi bạc. A Mã nè, cha có phải nhị thiếu gia Hà ức hiếp con không? Cha không thể bỏ qua cho nó như vậy được đâu. Cha đang nói bậy cái gì vậy? Con còn không thừa nhận. Người của Thành Tứ Cửu biết hết rồi, chỉ có cha là không biết. Hôm nay cha phải nói rõ với nó. Hoặc là nó chuẩn bị xin lễ cưới con, hoặc là chúng ta ra phủ nha kiện nó chết luôn. Cha còn biết xấu hổ không vậy? Cha không biết xấu hổ sao? Là con làm mất mặt A Mã con thì có. Cha bị người khác giam lại, con không hỏi han gì hết. Cha đưa con đi lấy lại thể diện, con lại nói cha không biết xấu hổ hả? Mời.